Ok, xin chào anh em. Trên tay mình hiện tại là cái con 1DX Mark 3. Đây là cái dòng máy chuyên nghiệp và đây là chiếc máy mới nhất của cái dòng máy chuyên nghiệp đó của Canon. Thì hôm nay mình đang ở công viên Tảo Đàn và mình sẽ thực hiện một cái bài test về tốc độ lấy nét tự động cũng như cái khả năng chụp liên tục thực tế mà cái chiếc Canon 1DX Mark 3 này mang lại cho người dùng. Rồi, hôm nay mình chọn cái chiếc ống kính 70-200 f2.8 để test cùng với chiếc 1DX Mark 3 này. Thì mình sẽ ưu tiên chọn cái Dry AF là AF Servo, tức là máy sẽ tự động lấy nét liên tục. Mình chọn chế độ tracking theo một chủ thể đã xác định thôi. Mình không có chụp nhiều người, mình đang test về cái tốc độ lấy nét của nó. Đấy. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ test theo hai khung hình. Thứ nhất là mình sẽ chọn một khung hình tĩnh và để cái nhân vật của mình chạy từ trái sang phải và chạy nhiều vị trí trong khung hình để xem thử cái tốc độ tracking của máy có chính xác và hiệu quả hay không. Cái thứ hai nữa là mình sẽ để chủ thể chạy từ ở xa, chạy thẳng vào trong cái ống kính trong khung hình của mình. Đó là hai trường hợp mình sẽ test chính. Thì ngoài ra sau mỗi lần mình chụp liên tục như vậy, mình sẽ quay một cái đoạn video ngắn để thể hiện luôn cái tốc độ lấy nét của máy trong khi mà quay video. Ok, bây giờ mình sẽ test một cái tính năng, đó là tính năng tracking nhận diện khuôn mặt của 1DX Mark 3. Thì mình sẽ chọn một cái bối cảnh cố định, xong rồi mình sẽ cho người mẫu của mình chạy hết tất cả vị trí trong khung hình và mình chỉ việc bấm nút chụp thôi. Và cái những cái khâu như tự động lấy nét tracking vào mặt thì máy sẽ tự động xử lý, mình chỉ thao tác chụp, mình không phải quan tâm đến vấn đề lấy nét nữa. Rồi thì các bạn thấy là đây, cái ký hiệu như thế này, tức là máy đang còn tracking vào vùng mặt của nhân vật của mình. Đó, mình để chế độ AV cho tự đối sáng luôn. Ok, thì các bạn có thể thấy được đó, nó tracking liên tục như thế này. Bây giờ mình sẽ để cho người mẫu mình chạy vào trong khung hình nha, chạy chuyển động nha. Ok, mình chỉ bấm chụp thôi. 3, 2, 1. Đó này nè. Đó, quá đã chưa. Ui. Thì hồi nãy là nhân vật chạy thẳng vào trong khung hình của mình theo chiều thẳng. Thì bây giờ mình sẽ để nhân vật của mình chạy theo hướng zigzag. Đó, thì mình sẽ chủ động bám khung hình theo, nhưng mà cái lấy nét này vẫn sẽ bám theo khuôn mặt của đối tượng, mình chỉ bấm nút chụp thôi. Rồi. 3, 2, 1. Đó. 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 Người mẫu chạy rất là gần mình rồi. Sướng tê người luôn anh ơi. Đó. Nói chung là máy tracking rất là tốt, các bạn thấy hồi nãy nhìn lên live view đó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ quay phim 4K 25 frame. Thì ở chế độ này các bạn có thể lấy nét tự động được. Còn khi mà để qua 4K 50 frame thì các bạn chỉ lấy tay, lấy nét thủ công mà thôi. Rồi, khi chuyển qua chế độ quay phim thì các bạn vào cái chế độ AF Method này. Đây, nó nằm trong cái mục này. Các bạn chuyển qua chế độ Tracking, nhận diện khuôn mặt ha. Nó có rất là nhiều chế độ lấy nét ở đây. Mình chọn chế độ Tracking để máy tự động xử lý và bám lấy nét của người mẫu của mình. Ok nha. Rồi, mình chỉ việc canh khung và lấy tiêu cự thôi để máy xử lý lấy nét hết. Ok, mình sẽ chuyển khung hình tự động sang hẹp để các bạn có thể dễ hình dung. Rồi, 3, 2, 1. Ok, hẹn lại nha. Tức là cái khúc gần các bạn thấy bị out nét không phải đâu, bởi vì cái mình đang chuyển ở chế độ lấy nét gần nhất là 3m trên cái lens tele này. Điều đó rất là bình thường. Cho nên lúc mà người mẫu chạy tới gần của mình, nó là trong phạm vi là 2m dưới 3m rồi, cho nên nó sẽ bị out bình thường. Mình sẽ để tiêu cự 200 nè. Đấy, người mẫu mình nè. Ok, mình sẽ để đóp dài lên một chút để khẩu. Ê, hồi nãy lúc mà chụp ảnh thì mình để khẩu tương đối lớn, tức là 2.8, 3.mấy đó. Thì ảnh các bạn, tức là mình vẫn thấy ảnh bắt đúng nét, nhưng mà vì cái khẩu nó mở lớn như vậy cho nên cái đóp nó rất là mỏng, cho nên cảm giác là ảnh nó sẽ bị soft và bị out nét. Đó là lỗi của mình. Mình dân chụp không phải chuyên chụp thể thao cho nên ok, mình đã phát hiện ra cái lỗi đó và hy vọng sau này mình đi chụp thể thao mình sẽ khắc phục được. Rồi, chuẩn bị vô cho anh Huy. 3,
2, 1, vô. Đây. Đó, bám dính chặt như keo luôn. Nè, các bạn chụp vận động viên chạy hay là gì đó nó dính. Đó, ok. Dính chặt như keo luôn á. Rồi, quên bấm. Gà. Quên bấm. Chạy thêm lần nữa, ly cà phê nha. Ủa, bấm rồi mà ta. Nhưng anh thấy bấm rồi không? Đây nè, đó, các bạn thấy là ok, mình bấm rồi nha. Rồi, chạy. Ba. Đó, dính cái keo luôn. Mình sẽ ly khung hình theo. Hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ test một cái trường hợp là mình chụp tracking người mẫu nhưng mà tự động có những nhân vật khác xuất hiện trong hình, thì mình sẽ xem thử là máy có bỏ qua cái việc đang nhận diện chủ thể của mình mà lấy nét người khác hay không. Ok. Đây. Các bạn thấy là máy đang tracking khuôn mặt của người mẫu mình nha. Thì có một cái bàn ở đây. Mình sẽ chạy qua khung hình nè. Đấy. Ok. Vô. Đó, các bạn có thấy không? Tức là khi nhân vật người lạ đi ngang qua thì máy vẫn bám vào nét của nhân vật, không bị sao lãng, không bị lấy nét vào người lạ. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ test thêm một cái trường hợp nữa về vấn đề tracking, đó là mình sẽ để cho bạn người mẫu chạy vào khung hình và bất ngờ có một người lạ chạy từ phía sau tới và vượt qua, cũng chạy thẳng lại luôn, thì mình có thể xem thử là máy nó có thay thế người mẫu của mình bằng cái người lạ đó không. Sau nãy thì mình test thì mình thấy cái khả năng và ok, tự động của nó cực kỳ đã, kiểu mình chắc bây giờ nếu mà mình dùng cái này mình không cần bận tâm là mình có đang lấy nét hay không nữa, mình chỉ cần chọn khóa nét lại cái ở chủ thể đó và mình chỉ bấm đè nút chụp thôi. Đây, mình sẽ khóa lại cái này. Ok em, 3, 2, 1, chiếu dậy chậm nha. Đó, bạn nhân vật áo đen của mình bận nét đợt cuối. Bây giờ em muốn một cái pha cuối cùng là hai người chạy thật là sát nhau. Sát nhau luôn hả? Tại đi xa quá. Sát nhau mà anh chạy thẳng, anh vòng lên chứ mà đừng có chạy nghiêng qua bên hông mà anh chạy thẳng về khung hình luôn. Giờ anh vậy nó có còn nét một tí không? Còn. Thì ra được em rồi. Mình nghĩ cực kỳ hữu dụng khi mà ví dụ anh em phóng viên đi chụp vận động viên chạy điền kinh hay gì đó mà chỉ muốn chụp vận động viên đội nhà thôi, không muốn chụp viên đội khác, thì đây có thể là một tính năng cực kỳ hay. Để khóa nét lại cái vận động viên của đội mình thôi. Đó, đội bạn không quan tâm. Ok, bây giờ mình chọn lại bạn áo đen. Đó, mặc áo đen nè. Đó, khóa nét nè. Khóa lóc. Rồi, 3. Không sao. Ok, thank you. Ok, 3, 2, 1, chạy. Rồi, xong. Điều mình lo lắng đã tới. Cái một đĩa máy bay này tụi mình mượn thôi, và trong lúc mượn thì tụi mình thử tụi mình la nó hết pin rồi, và tụi mình phát hiện ra là không phải cổng sạc USB nào USB-C nào cũng có thể sạc được trên một đĩa máy bay này, mà phải là cái cục sạc USB-C chính hãng tương thích với cái một đĩa máy bay này mới sạc được. Cho nên là thôi, về nhà mình xem ảnh thôi.